thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày qua số lượng người dân về quê là hơn 27.000 người. 1.100 bệnh nhân COVID-19, hiện có 45 bệnh nhân tiên lượng nặng và rất nặng. Công ty không thể gồng gánh thêm sức nữa. Lại sếp, tại vì tụi em cũng đã hết ngày lâu rồi sếp. Anh à, những ai giành chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang thất nghiệp và có những khoản cần phải chi trả. Vậy thì có cho ba đi. Con ổn lắm, công việc của con lợi lắm. Trong vòng 6 ngày tới, tất cả người chơi sẽ trải qua 6 trò chơi. Vậy mọi người có sẵn sàng tham gia hay là không?